Đang record chưa? Đã bắt đầu record rồi. Ok, hello anh em. Hello toàn thể anh em đang live xem live stream và toàn tất cả anh em mà sắp sửa xem video của mình. Hôm nay sẽ là một video về bình luận, phân tích và gọi là mình sẽ đưa tới các bạn một số thông tin về bản update mới nhất, một cái major patch, một cái major update. Và đây sẽ là thông tin về patch note của 1.04, phiên bản 1.04, phiên bản mới nhất ở trên cả ba hệ máy của PC với console. Thì hôm nay là bên Bandai Namco vừa mới, như chiều nay mình vào game mình thấy là vừa mới họ mới sập server một lúc, sau đó là họ đã mở lại, thì kéo theo đó là một bản update nó nặng khoảng 1GB thôi. Thì đây là tổng quan những gì mà thay đổi trong bản update 1.04 nha, nó bụng nấp khá nhiều ấy. Đây sẽ là một cái video khá là dài. Làm uống nước đã. Quên, từ cầm tay cầm một tí và vừa chém gió vừa test trong game. Ok, rồi mình sẽ đi thẳng vào vấn đề chính này. Đây, cái mục mây giờ trang include trans. Include in the latest update thì nó cho thêm một cái hiệu ứng là additional element added. Nó là cái gì đấy, thêm một cái tùy chọn để cho là bật tắt camera tự động di chuyển. Đúng rồi, đây thỉnh thoảng các bạn chơi game mà camera tự động di chuyển ấy, mà khi các bạn không lúc target ấy camera sẽ tự động di chuyển, thì điều này nó sẽ kéo theo cái lỗi mà nó tự đây, nó kiểu như là nó tự, các bạn chơi tay cầm các bạn thấy nó sẽ tự trôi analog rất là khó chịu, nhưng mà mình đây không bị. Thỉnh thoảng anh em xem live stream mình ấy, thì nó bị như vậy. Yếu độ chung, hello bác Nova tư vấn sau update anh em build gì thì hay, từ từ đã nhá. Mình còn bây giờ mình mới đọc chi tiết patch note mà chiều mình lướt rồi cầm tay cầm rồi. Đây, thêm vào một vài cái event phrase cho NPC patch sheet. Thì đây là phần, đây nó sẽ thêm một đoạn cuối cho cái quest line của NPC và patch sheet. Thì sau khi mà các bạn làm xong quest line của patch sheet ở khu vực Sweat Castle này, ở đây này, đấy, thì quay trở về đây, quay trở về dưới mục Water Cave thì sẽ gặp lại nó nhá. Nó sẽ gặp lại nó đấy, nếu mà các bạn lựa chọn kiểu như có hai lựa chọn là bạn có nhận ra nó không. Nếu bạn nhận ra nó không sao, nó không nhận ra là lại phải đánh nhau nó lần nữa, đánh cho nó nhận ra thôi. Ok, tiếp theo là đây này, ba balance adjustment, cái này là cái mình quan tâm này. Đây là cái yếu tố này gọi là gì nhỉ, gọi là cân bằng, yếu tố cân bằng. Đây, cái mục đầu tiên đập vào mắt mình là increase colossal sword colossal weapon attack speed, tức là tăng tốc độ tấn công của tốc độ ra đòn, tốc độ tấn công của vũ khí dạng khổng lồ đó nhá, colossal đó. Và giảm đi cái thời gian recovery của nó. Recovery time ở đây có nghĩa là khi mà các bạn đánh xong một đòn ấy, thì nó sẽ có một khoảng thời gian bạn tự nhân vật sẽ phải thu hồi lại vũ khí, sau đó mới tiếp tục thực hiện động tác tiếp theo được ấy. Thì đấy, nó gọi là recovery time, hay còn gọi là cái frame ấy. Thì có vẻ như là bằng cái cách này thì mấy cái vũ khí dạng colossal weapon này, để mình test luôn nhá. Colossal weapon, những vũ khí khổng lồ này, đây không phải, đây là colossal weapon này, cầm một cái rune redwood này. Ôi Zero. Đây. Có cái súng shotgun nào mà nó bắn mà tâm nó nhỏ không? Nhỏ. Người mình cho mấy cái này nhỏ lại thì cái. Rồi. Nói chung là nó cải thiện một chút anh em ạ, cải thiện một chút về tốc độ rồi. Hit. Thời gian lộn nhanh hơn, tức là ngày xưa mình khi mình đánh xong rồi thì quãng thời gian để mình có thể tiếp tục sử dụng hành động tiếp theo lộn ấy, nó rất là lâu. Thực sự là cảm giác lù đù luôn ấy. Anh em mà chơi deck quen thì cảm giác lù đù, đúng là có cải thiện hơn đấy. Hải Ngọc, hello Nova, chào Hải Ngọc nha. Nhưng mà Jump Attack là không được, tức là nó không bao gồm cái nội dung giảm thời gian recovery của Jump Attack. Đây, increase the two hand attack damage, tăng sát thương khi mà cầm vũ khí hai tay cho các loại vũ khí dạng colossal weapon. Nhưng mà khi Jump Attack thì cũng không được tính khi Jump Attack. Tổng thứ ba là increase the physical block rate, là khả năng kháng sát thương vật lý khi mà, và guard boot là stability đấy anh em, nó sẽ tiêu tốn ít thời lực hơn cho các loại vũ khí colossal weapon. Cái này thì
thường thì các bạn chơi Colossal Weapon thường các bạn sẽ roll, không mấy khi mà block bằng cái mấy cây này, không mấy khi là sử dụng mấy cây này làm block. Một là roll, hai là cầm khiên. Để tất cả các loại vũ khí đều được tăng thêm cái tỷ lệ kháng sát thương vật lý và tăng thêm tỷ lệ mà gas boost, thì nó sẽ giảm cái thể lực tiêu hao. Tiếp theo là increase damage of grafted blade sword, tăng đam, tăng sát thương của cây grafted blade sword. Cây đấy là cây đầu game ấy, cái legendary weapon ấy đây. Tăng sát thương cho cây này. Cây này có weapon up rất là hay nhá, và khi em dùng phát tăng dùng weapon up là cộng thêm 5 điểm tất cả các chỉ số luôn. Sao nào? Increase the damage of Devour Scepter. Devour Scepter thì mình không biết là cái gì. Nó hình như là một cái quyền trượng ấy. Quyền trượng của Staff thì phải. Hoặc có thể là một cái hammer. Thì nói chung là cái dòng này thì theo mình đánh giá đây là buff này. Buff cũng buff nhẹ thôi. Buff nhẹ cho các vũ khí dạng Colossal. Anh em chơi Strength thì bản này là sẽ dễ thở hơn được chút. Tăng sát thương cho Devour Scepter để giảm cái chỉ số scaling của Status Effect Build Up. Tức là tỷ lệ fill đầy cái thanh hiệu ứng, tỷ lệ làm đầy thanh hiệu ứng từ cái spell, từ cái phép thuật và incantation, từ phép thuật và thần chú của cái trượng Albinaric Staff và cái phong ấn Dragon Companion. Ngay chỉ giảm cái scaling cho hiệu ứng build up anh em nhé, chứ không phải giảm cái liên quan đến sát thương. Nó không giảm liên quan đến cái sát thương, bây giờ cái boost sát thương cho nó đâu. Tiếp theo là giảm cái hiệu ứng của Great Seal Talisman. Đây là một talisman tăng khả năng kháng vật lý đấy. Không phải, cái này là talisman tăng khả năng gọi là tăng cái gắt bút cho khiên. Đúng rồi, tăng gắt bút cho khiên. Thường khiên thì các bạn sẽ thấy là nó có cái gắt bút này. Từ đầu game giờ mình chơi rất ít khiên thôi. Đây, khi bạn cầm khiên chẳng hạn, vâng, các bạn cầm khiên xong bạn đeo talisman, nó có một cái gắt bút talisman này. Hình như mình còn chưa nhặt ở đây để Great Seal ở đấy. Thì khi các bạn đeo vào thì những cái chỉ số đây, cái chỉ số này này, chỉ số gắt bút này, nó sẽ tăng lên nhá. Đây, hình như nó tăng lên tầm 20% thì phải. Thì 20% của 50 sẽ là 10 điểm gắt bút. Ông nào mà chơi kiểu những cái khiên dạng nặng mà dùng cái này vào gần như là kháng nó 100% sát thương luôn, không bị trừ thể lực luôn. PQQ kéo solo Malenia của 3 100k nhá, hai tham gia chất 1. Solarius, cây Devour là cây thằng Bernard Invest trên Farum Azula. Thì ra vậy, số cả. Nào đúng độ. Shorten the Land of Madness Afflict Animation. À, khi mà chúng ta bị hóa điên bởi hiệu ứng Madness ấy. Thì trước đó là cái động tác mà ta bị hóa điên ấy thì nó sẽ dài hơn, thì bây giờ nó sẽ giảm thời gian cái động tác hóa điên đấy. Đồng thời là sẽ làm lower speed, giảm tốc độ giảm tốc độ phục hồi, giảm cái thanh Madness Build Up. Nói chung là khi bị trúng Madness thì thanh Madness sẽ đầy đúng không? Nó sẽ giảm xuống dần dần, nhưng mà tốc độ giảm nó sẽ bị chậm hơn. Slightly increase FP and stamina growth rate at lower level. Cái này sẽ tăng một chút FP và thể lực, tỷ lệ tăng FP và thể lực ở những cái level thấp này. Đây, người chơi cần phải thực hiện bất cứ những hành động nào sau đây để có thể thay đổi, để cái thay đổi này có thể là áp dụng. Điều này chỉ cần áp dụng một lần thôi. Nhân vật mới tạo thì sẽ không cần phải làm theo cách này. Và khi mình level up, tức là những bạn nào mà đang có nhân vật cũ chỉ cần level up hoặc là tháo gỡ đồ talisman các thứ ra, đeo một số cái talisman tăng bonus này vào xong rồi tháo ra, hoặc là kích hoạt quyết tuôn của Godric. Đó, thì nó sẽ tăng thêm. Cái này là búp nhẹ đấy, búp nhẹ cho anh em mà thêm FP đấy, để mình thử nhá. Xem FP mình bao nhiêu rồi, vẫn hơn 126 đúng không nhá. Vinh Ray chào ông, chào Vinh Ray nhá. Hoàng Bảo Long hóa đánh cả tối xong không xong con Malenia nản vãi. Mình cũng sắp đến con Malenia Juni 3 này, New Game Cộng 2 đấy. Rồi, bây giờ xem cân bằng về Sorcery và Incantation. Tăng tốc độ cast speed và giảm tốc độ, giảm cái thời gian hồi khi mà sử dụng cái Crystal Barrage. Guild of High Ma cũng thế. Guild of High Ma là cái búa đập. Cho phép caster dễ dàng gọi là trụ vững
so với những cái đòn mà kẻ thù tấn công ấy. Cái này anh em có thể hiểu như này là, ủa nhầm, đây mình đeo này lên, đeo đúng cái đắc dư của nó. À, khi các bạn dùng cái phép phép đấy, phép mà lấy ra cái búa nhá, ở đây mình không đủ INT, mình đang chơi theo kiểu Arcane với cả deck không có đủ INT để dùng phép đấy, nhưng mà khi các bạn dùng phép phép búa này này thì nhân vật nó sẽ track, nó mất thời gian track khá là lâu. Nhưng khi bạn track ấy, khi bạn sử dụng thì nó poi, nó sẽ tăng poi, tăng cái độ thăng bằng cho nhân vật, và nhân vật thì sẽ khó bị stagger, bị ngắt chiêu hơn, khó bị ngắt chiêu hơn. Tuy nhiên thì mình nghĩ là chắc là một số cái đòn đánh kiểu dạng tấn công dạng mạnh của quái to ấy, thì cũng vẫn có thể ngắt chiêu mình. Đoạn đoạn này two more easily withstand này thì mình hiểu là thế, theo mình hiểu là vậy. Shatter the Earth, cái này cũng tương tự như vậy. Shatter the Earth tăng được 18 FP thì phải, tôi vừa test. Ồ vậy à, Solarius Rock Blaster là bắn đấy nhá, đá phải không, giảm cái thời gian hồi chiêu, recovery time thì có thể là bắn tiếp. Đây nè, hầu hết là mấy phép này toàn tăng poi này, riêng cái phép top barrier thì tăng thêm cái hiệu ứng diện rộng của nó và tăng thêm một chút effect duration, là tăng thêm một chút hiệu quả của phép đấy. Ở đây là anh ngon này, hai cái này ngon này anh em này. Đây, Renala Fumu và Rani Dark hai phép này sẽ được tăng thêm tốc độ cắt chiêu nha anh em, tăng tốc độ cắt chiêu và giảm cái thời gian recovery, tức là khi mình dùng xong thì mình có thể là thực hiện các hành động khác như kiểu roll né đòn các thứ, nó sẽ nhanh hơn, nó đỡ mất thời gian là nhân vật nó bay từ trên xuống xong nó chưa làm gì được. Ngon, búp nhẹ cho Sorcery đấy. Trời má, toàn phép incan với Sorcery búp thôi. Karen Greatsword tăng tốc độ cast chiêu Karen Greatsword và à không, nó chỉ tăng tốc độ cắt chiêu khi mà mình ở chỉ số dexterity là lúc ở trong trạng thái mà, tức là khi mà dexterity thấp ấy. Còn tốc độ cắt chiêu nó vẫn giữ nguyên khi mà bạn gọi là dexterity của bạn cao, chỉ số dex cao. Magma Sword giảm FP code và tăng tốc độ cắt chiêu. Mấy cái này không có gì mấy, không có gì thay đổi mấy, toàn hầu hết là tăng giảm về tốc độ cắt chiêu và thời gian recovery, cũng như tăng thêm một chút hiệu ứng cái AOE. Binh Blade vậy là bản này búp cho các tanit hả ông? Còn bot thì sao? Bản này cân bằng mà bạn. Cân bằng, nhưng mà chủ yếu là chỗ này thì nó sẽ, mình thấy là búp rất nhiều cho phép này, chỉnh sửa rất nhiều phép bằng cái việc mà tăng thời gian cắt chiêu, thì nó sẽ dẫn tới là cái việc cái combat nó sẽ linh hoạt hơn một chút đấy. Combat nó linh hoạt mà nó sẽ có thể là nhiều biến biến ảo hơn. Roy Cut Ranko. Đây, hầu hết chỗ này mình thấy này. Boy of Sin này. Ôi, Boy of Sin này còn tăng thêm khả năng gây blood loss nhé. Vãi thật. Tăng thêm khả năng chảy máu. Mấy cái này tăng nam, tăng tốc độ cắt chiêu, tăng cơ độ sử dụng chiêu và tăng cơ độ hồi chiêu thôi. Không có gì đặc biệt. Cái này tăng đam mà triple range of light thì cái phép này là nhặt nhặt được ấy, nhặt được ở bên Halixi cơ. Lightning Strike này. Lightning Strike là cái phép mà cơ bản. Đây cái phép này. Ở đâu đây, Lightning Spear. Ông cắt nhanh nhận. Ui, ném xét nhanh nhận anh em ạ. Mình cả lắp nhanh nhanh thế nào ấy. Linh hoạt hơn hẳn đấy. Honored Bone, Ancient Dragon, đây phép này mình cần đấy này. À, Lightning Spear là không phải, Lightning Spear là cắm cái sét xuống dưới. Ừ, phép này cực kỳ cần cái tăng tốc độ cắt phép nha anh em. Phép này lùi thực sự luôn so với các phép Ancient Dragon khác. Đây nó chính là cái này này anh em này. Đúng nhỉ, đây này. Thời gian cắt nó lâu mà sát thương gây ra không bỏ vào đâu cả, còn tận 32 phết. Bằng thời gian đấy anh em dùng cái chiêu khác là ngon rồi. Bảo Nguyễn kiểu nó túm cổ mình nhanh hơn đấy, có búp cho Malenia không anh? Không, mình chưa đọc cái đoạn này, đây là đang cân bằng các loại phép thôi. Ancient Dragon Lightning Strike, đây cái phép mình hay dùng này, đây phép này mà có thể one shot boss đây nha.
đa sát thương cực to luôn. Giảm thời gian phục, decrease recovery time đúng không? Thì mình cast xong thì mình sẽ nhân vật sẽ di chuyển linh động hơn, mình sẽ có khả năng đấy. Hồi phục nhanh hơn, hồi chiêu nhanh hơn. Hầu hết các phép incant đều là tăng tăng thời gian xuất chiêu, giảm thời gian à gì, đúng rồi. Giảm thời gian hồi chiêu đi. Ừ, ở đây check toàn thế thôi. Ở đây không có gì anh em ạ, chỗ này chủ yếu toàn này thôi. Đây cái phép Scarlet Ionia thì bây giờ là cũng thế, cũng được tăng tốc độ cắt chiêu và giảm thời gian hồi chiêu, cho phép người sử dụng có thể tăng poi dễ dàng hơn để chống chọi lại những cái đợt tấn công của kẻ thù khi mà sử dụng chiêu này. Chứ bình thường trước mà mình thấy mấy ông nào chơi Scarlet Ionia này, cái chiêu đấy nó cắt chiêu ra lâu ấy. Mà chưa thường là chưa kịp cắt xong thì đã bị bọn kia bọn quái nó chọc một cái là mình bị ngắt chiêu rồi. Chả có gì cả, mấy cái này thì toàn thế thôi. Một số cái thì nó sẽ giảm cái FP tiêu thụ, giảm cái lượng thể lực tiêu thụ và giảm cái thời gian mà mình recovery time, thời gian hồi chiêu ấy. Tăng cả cho phép hạng rồng này, nhưng mà Dragon Claw cái thứ này. Đây rồi, đây này. Bảo Nguyễn nó mà có kiểu vừa cast chiêu xong khi nhảy thì tuyệt biết mấy nhỉ. Cái đấy như là glitch. Đây phép Adula Moonblade. Giảm sức mạnh. Có rồng, bọn rồng là cát ở trong lúc nhảy đây. con rồng ấy. Anh Giảm có sức nhảy mạnh được không? của Được single cast rồng. là tức là mình chém chém chay chém bằng một hit bằng Adula Moonblade. Và gì đây? Improc là tối ưu độ cải thiện để cho cái blade, tức là cái đường cái lưỡi kiếm, và cái frost hit là cái đường kiếm băng giá có thể là constantly là gì ấy nhỉ, quên bố rồi. Constantly cùng thời điểm nhất quán, có thể nhất quán hơn và tiếp tục duy trì tăng tốc độ cắt chiêu ở ở chỉ khi mà bạn là, nói chung là khi mà mình deck mình thấp thì nó sẽ được tăng thêm tốc độ cắt chiêu. Bình thường trước là deck thấp thì tốc độ cắt chiêu nó cũng thấp mà, nhưng bây giờ deck nó thấp thì nó sẽ tăng thêm một chút. Điều này cũng không ảnh hưởng, khi bạn deck cao thì nó vẫn thế, nó không tăng thêm tốc độ cắt chiêu khi bạn deck cao nha. Tức là khi mà anh em cứ tăng thêm deck thì nó sẽ tăng, nó sẽ giả tốc độ cắt chiêu, nó sẽ nhanh lên một chút dần dần thôi, nhưng mà tối đa là nó sẽ chỉ có một một mức độ tăng tối đa thôi, nó không tăng hơn đâu. House of Sorry này, phép này là phép buff mà tăng 30% đam, đồng thời nhận thêm 30% đam nhận bao này. Cái này giảm cái mana build up lên kẻ thù rồi, không có gì. Hầu hết tất cả các phép incant nó sorcery đều tăng tốc độ cast anh em ạ. Downward adjustment, swarm of fly. Thả mũi này. Thả mũi sẽ giảm cái khả năng gây chảy máu, giảm tốc độ gây nổ bleed lên mục tiêu. Flame of frenzy thì cũng giảm tốc độ gây madness lên mục tiêu. Frenzy burst cũng vậy. Frenzy Burst là cái chiêu bắn sniper đúng không anh em? Vũ Nguyễn nó update cái cancel lúc đang cast skill dở thì ngon, nhiều khi cast chân cast châm bot nhảy vào biết nó đánh mà không làm gì được. Không, cái đấy thì khó à, làm thế thì game dễ quá. Nói chung là làm như vậy để anh em phải phải biết đúng căn đúng thời điểm mà mình sử dụng phép thôi, lúc nào nên dùng phép này thôi. Đây, đây là Ask the War nha anh em, đến mục Ask the War này, weapon skill này. Lion Claw. Lion Claw cái chiêu giống kiểu Artorias ấy, nó bổ lộn mũ vòng ấy, tăng tốc độ của sử dụng chiêu và giảm thời gian hồi chiêu này, ngon, rất là ngon. Warlock có Seeker, mình chưa dùng cái này nên mình không biết. Chôn rua thì tăng giảm thể lực dùng thôi. Mấy cái này Giant Hunt, Storm Assault không gì đặc biệt. Gravitas tăng tốc độ cắt chiêu của trọng lực của Gravitas. Flaming Strike, đây là một phép, một cái Asobo dạng mạnh nhá anh em. Thì nó sẽ tăng thêm cái khoảng cách của cái lửa khi mà phun ra. Ở Stepping Clip, Inner Strong Attack đúng không? Black Flame Tornado, cái này là Asobo của con của cái Ghost Pillar đúng không? Ghost Skin Pillar thì phải. Ô, có cả Cancel Animation á. Add a hitbox to weapon when
À, khi mà xoay thì bây giờ nó sẽ cho thêm hitbox ở đấy rồi, tức là có thể khi xoay có thể gây thêm sát thương cho mục tiêu. Add a window to roll, tức là đây là cái này gần giống kiểu iframe nữa nha, a window to roll, một cái frame trong khi mà đang tấn công để có thể là cancel animation, hủy chiêu. Lightning Slash, Sacred Blade này, tăng tốc độ dùng chiêu Sacred Blade này. High Spear là chiêu ném thương băng này. Ném thương băng bây giờ khi xoay xoay trước khi ném đi thì nó có thể gây cả sát thương luôn. Hitbox rồi. Chilling Mist. Chilling Mist chỉ tăng thêm tốc độ ấy thôi anh ạ, tăng thêm tốc độ cắt chiêu thôi. Đấy, mấy ông nào chơi theo kiểu Blitz hay mấy cả băng ấy, hai hệ kết hợp thì nói chung là chơi cái Chilling Mist này bây giờ thì nó vẫn nhanh hết lắm. Hình như là duration nó có 20 hay 25 giây thì phải, hay 30 giây ấy. Một hồi hết rồi. Cái này mình nghĩ là nó tăng thêm độ 15 giây thôi ngon, hoặc ít nhất là tầm 1 phút này chơi mới phê. Chưa linh biết anh em thấy là dùng xong một lúc sau là nó đã hết rồi. Assassin Gambit. Chiều đến mình vẫn không bằng được cái Black Flame. Black Flame 6 giây. Black là cái búp búp lên Búp Black lửa đen lên lên lửa kiếm đen ấy. kiếm á. Đúng rồi, cái đây. Cái đấy lúc đầu hồi mới chơi mình vừa mới đầu game đã chơi được phép tác. Mà mình hí hửng mình cần tăng điểm lên xong rồi búp lên được mấy giây xong hết mẹ luôn, cay thực sự. Hiếu Anh, Blade bị giảm BCL ạ, à. Thanh Real Blood còn bị giảm gầm nữa anh ạ. Real Blood này nó giảm nhưng mà mình thấy mấy mấy ông trên Reddit nói là cũng giảm là gì nhỉ, ông ấy cái gì giảm stealth à? Khá là nhảm nhí, bị nerf stealth gì ấy, là hình như đánh từ phía sau ấy. Nói chung là Blade thì vẫn bây giờ cũng OP, cũng không bị ảnh hưởng mấy bạn này. Solarius, Frenzy Burst, Broken PP quá mà. Chúng cái mất hết xong nó còn bắn cái nữa chết. Cái Frenzy Burst thì bắn xa nữa. Frenzy Burst là đứng xa tỉa, thường là dính hit phát dính mất nét luôn. Cay. Cái Assassin Gambit này thì là cái gì nhỉ, mình quên mất rồi. Assassin Gambit là kiểu như là, cái này là nó sẽ bị khiến cho mình là không không tạo ra âm thanh khi di chuyển, đúng không ạ? Siêu bát là đẩy siêu này, đẩy siêu. Siêu crash thì không biết. Blade of Death, Blade of Cold. Hai cái này là phép từ con Dark Zero đúng không? Từ con Dark Zero này. Đây Blade Death này. Chiêu này từ con Dark Zero của bọn Black Knight này, dùng dùng nhìn đẹp. Nó sẽ tăng tốc độ cắt chiêu và giảm thời gian hồi chiêu, ngon. Golden Tempering. Mình không biết cái này, mình không biết. Last Ride cũng chưa dùng. Mid Slumber. Sương mù ngủ say, cái này giống kiểu Chilling Mist nhưng mà nó phật ra à, nó phụt ra hệ ấy. Hệ à, nó gây khả năng là build up hệ cái ngủ say anh em ạ. Không có gì đặc biệt. Establish Order. Moonlight Greatsword này. Ở đây cái này của Thanh mình đang chơi này, Dark Moon này. Đang chơi mà anh em nào chơi theo Walkthrough mình ấy. Giảm được FP này. Tăng tốc độ cast này. Đây là cái này là cái cực kỳ cần thiết cho cây Moonlight này. Làm một cây red suit phải không, nhưng mà cái thời gian dùng weapon nạp nó lâu, xong rồi cái lúc cái đòn đánh mà anh em dùng mà lúc nó chém ra đường kiếm ánh trăng ấy, ui rồi nó như rùa bò luôn ấy, cảm giác cầm cây đấy red suit mà đánh như là cầm cây colossal suit ấy, thời gian đánh chậm này cần phải tăng, chắc chắn là cần phải tăng để còn cân bằng lại, không phải cây đấy. Tăng thêm cả cái chỉ số gây đóng băng trong khi mà mình đã sử dụng cái weapon nạp, cái skill của nó ấy. Ngon, cái này được búp khá mạnh tay này. Way of Cone. Way of Cone là weapon của vũ khí của con Elden Beast ấy. Cái là để farm rune anh em. Cái để farm rune. Tăng lại như này thì các con rời farm rune sẽ nhanh hơn rồi. Tăng tốc độ cắt chiêu này, giảm thời gian hồi chiêu. Warp Assault, the Queen Black Flame. Này không có gì đặc biệt. Flowing Form này, Death Flare, Onyx Lord, Repulsion, Ice Lightning Sword, Ice Lightning Sword. Cái này dành cho của mấy vũ khí của bọn Dragon King Soldier. Mình thấy cái mấy cái búp kiểu weapon nào xong búp lên cái này nhìn nó đuổi thực sự luôn, đánh cái thời gian búp nó hết nhanh. Mấy cây của bọn Dragon King Soldier là toàn mấy cây dùng
tầm trung bình. Nên cái weapon art này kiểu nó cũng bị kéo theo. Đây cái này là cái weapon art của cây rìu của Godric này. My common the new knee. Cái này bây giờ nó sẽ cho thêm cả khả năng cancel animation. Không có gì đặc biệt mấy này toàn weapon art khác này. Đây Ancient Lightning Spear này, cái này của môn của Quan Sắc anh em ạ. Môn của Quan Sắc. Là cây vũ khí nào nhỉ? Tay cầm lại lâu hôm ấy nó lại tự tắt đi nhá, có chịu thực. Đúng không nhỉ? Đúng rồi, Ancient Lightning Spear đây, môn của Quan Sắc. Thì nó sẽ giảm FP. Tăng tốc độ cát này, xong rồi còn giảm FP, ngon vậy. Tăng thêm cả point khi cát nữa. Đấy. Con này PvP với cả PvE thì phê thôi rồi anh em ạ. Cứ đừng sẽ tỉa đâu. Cái weapon art này là một trong weapon art rất mạnh và có khả năng là các bạn build đủ mạnh nhé. Build kiểu thuần về chỉ ném set của cây bone này. Thế đi PvP thường ném một set nó chết luôn. Các bạn hold phải hold. Hold xong cắt drone ấy. Ném đúng phát nó chết luôn. Great Serpent Hunt. Crystal Penhan là cây mà để đánh con Rykard, không có gì. Tăng thêm sát thương với cả giảm thời gian đầu chiêu khi sử dụng thôi. Frenzy Flame Thrust. Đây, Thunder Cloud Form. Giảm đam khi mà kích hoạt. Put the short button press. Giảm lượng FP. Tăng tốc độ của cast chiêu và giảm thời gian Recovery time. Rồi ok, không có gì à. Rồi bây giờ đến tiết mục book fix nha. Sửa lỗi gì đây? Sửa lỗi cái phép là Inescapable Frenzy. Nó ảnh hưởng đến cả vũ khí bên tay phải này. Đây fix cái book này là cái bug này là bug quan trọng nhất mình nghĩ lên cần fix này. Fix này là khi anh em cầm cái sử dụng cái phép Carrion Retaliation nhé, mà anh em parry lại cái đòn phép của kẻ địch hoặc là parry chính đòn phép của mình nhé, nó tạo ra ba cái thanh kiếm. Bây giờ đi PvP thanh kiếm đấy nó còn bị tăng hình cơ. Và thường chúng một hit là tầm 1000+ đam ấy, có ba thanh chúng chắc chắn là chết. Đi đánh boss anh em làm thế chuyển hai chiêu được con boss chết. Hai lần như thế con boss chết. Một trong cái bug mà từ phiên bản 1.02 đến tận 1.04 nó mới gọi là nó fix. Sửa lỗi gì đây? Bloodlust gì đây? À đây là hiệu ứng. Khi mà gây hiệu ứng là chảy máu và đóng băng thì nó to hơn so với kế hoạch. Vãi cả sửa lỗi. Đây là liên quan đến chỉ số với cả khuôn mặt nhân vật, vẻ ngoài nhân vật. Sửa một lỗi ngăn chặn hội thoại. When executing leap on some atom. Không có gì cả. Đây. Cái này này. Anh em nào mà trong mấy tập trước có hỏi mình tại sao không bị đường vai, sao bị invade hoặc là thằng Edgarim invade ấy, thì bây giờ xong rồi nhá, bây giờ sửa lỗi nhá. Tức là bây giờ các bạn kể cả đánh hết tất cả boss khu vực thì NPC nó vẫn invade nhá. Đây này. Nó sửa lỗi Edgar The Revenger với cả Festering Fingerprint Vine này. Sẽ không invade mình sau khi mà mình đã tiêu diệt tất cả các boss ở Leonia. Thì trước đó là có một lỗi nó ngăn chặn như vậy thì bây giờ là sửa lỗi nhá. Nghĩa là Bleed với Float bị giảm đam mà anh, không phải đấy nha, bảo Nguyễn không phải. Nó sửa cái lỗi mà khi mà Bleed nó, cái hiệu ứng nổ nó to hơn so với dự kiến ấy. Hiệu ứng nổ Bleed với nổ Frostbite, tức là cái hiệu ứng nhẹ nhàng ấy, không phải là sát thương đâu nha. Đây này, nó đúng nhỉ. Đây, where the animation when inflict with Bloodlust and Frostbite were weaker than original planet. Mình lướt qua được cái này chỉ mấy sửa lỗi linh tinh mà. Không có improvement như gì à? Không có gì cả, không gì mới. Walking một số lỗi. Đây là có lỗi này. Thỉnh thoảng anh em vào gặp mấy con rùa đá, anh em sẽ không đổi được cái... Mình không đúp được cái remembrance thì bây giờ nó sửa lỗi rồi nha. Đây. Lỗi. Đây sửa cả lỗi quét like của Dialot. Mình thấy một số bạn bảo là xem video của mình cũng bảo là hay bị lỗi quét like của thằng ấy cơ, của con Alexander cơ. Dialot thì mình chưa gặp bao giờ.
Horizon Zero là nhiều anh em phản ánh bị lỗi, rất nhiều anh em phản ánh bị lỗi luôn. Đăng nghe rồi, từ lỗi sẽ nhận nhận đồ sau khi mà tôi sẽ đăng nghe rồi. Không có gì cả. Rồi, thế là không có liên quan đến mấy cái kiểu Real Blood không bị nớp nếu gì cả nhưng mà nó chỉ nếu mà có nớp thì nó không là những nớp không đáng kể cho nên chắc là họ cũng không không ghi lên đây thì cái patch note này không có gì. Nếu patch note này nhìn chung thì tóm tắt lại thì nó chỉ có là thay đổi một chút đại khái là thêm vào tính năng là tắt cái tự động xoay camera trong một số trường hợp thêm thêm đoạn đoạn tiếp theo của quest line của patch cân bằng thì là tăng đam của một số skill xong rồi tăng cái tốc độ của các chiêu sử dụng ra đòn của các loại vũ khí dạng khổng lồ đấy, búp cho bọn nói chung búp cho strength và bây giờ thì ở level thấp thì mỗi khi bạn lên level ấy thì cái chỉ số FP với chỉ số gì nhỉ đối là tộc đây là này FP và stamina growth rate này at lower level này thì nó sẽ cái gì vậy mình bị invade mà thôi cãi cãi cho đánh thì nó sẽ tăng nhiều hơn. Nói chung là để anh em nào muốn áp dụng lại được cái áp dụng này của update mới thì anh em phải làm theo các bước là lên một level hoặc là kích hoạt Godric Red Rune hoặc là đeo trang bị hoặc là giáp nó có liên quan đến tất cả các chỉ số ở đây này thì sẽ được áp dụng chỉ số mới cân bằng cũng như là búp cho tiếp tục búp cho Sorcery và Incant búp 2 lần rồi bản 1.03 búp bản này cũng búp bắp nhé chỗ này là cân bằng một chút về một số phép thuật thôi Adulamun Blade và nớp nớp mấy cái phép liên quan đến Blade như là Swarm of Flies thả muỗi lên mà Frenzy phép bắn ra nhiều tia lửa và Frenzy Burst là bắn kiểu Sniper Frenzy tăng nói chung là cũng búp cho cả tất cả các weapon nạp luôn weapon nạp bây giờ dùng nó nhanh hơn không hề đề cập gì đến đến gì nhá đến thanh Real Blood luôn anh em ạ một cái và cái kiểu Blitz View ấy một trong cái kiểu một trong những cái vấn đề mình nghĩ là nó đang rất là OP nó đang rất là phá game hiện tại kiểu broken ấy nhưng mà có vẻ như họ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu tiếp thôi thì mình video tới đây thôi nó chả có gì cả video này mình đơn giản mình chỉ làm về để mình mở lại mình chỉ làm đơn giản là mình đọc thông tin update thôi chứ cũng không phải là phân tích với cả bình luận sâu xa gì cả nha rồi kết thúc video đây thôi nha bây giờ bắt đầu vào chơi game live stream rồi.